Đã là 21 giờ tối ngày 6 tháng 4 năm 2021, nhưng ở hội trường khu phố 7 thuộc phường 1 thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vẫn đông như hội, có cả già, trẻ, lớn bé. Trong ánh đèn, giữa tiết trời nóng, cán bộ chiến sĩ công an Quảng Trị tỉ mẩn xử lý từng hồ sơ xin cấp căn cước công dân có gắn chip. Công dân được phục vụ theo chuỗi quy trình, trình hộ khẩu, chứng minh nhân dân, chụp ảnh, lăn tay, so sánh dữ liệu, trao giấy xác nhận đã hoàn thành quá trình làm căn cước. Ở địa điểm này có 2 bộ thiết bị thu thập thông tin làm căn cước cùng khoảng 10 cán bộ chiến sĩ công an. Trung bình mỗi máy có thể thu thập được thông tin khoảng 350 người. Không chỉ ở địa điểm này mà tại tỉnh Quảng Trị, lực lượng công an đã tỏa đi khắp nơi để phục vụ bà con. Theo Thượng tá Hoàng Thị Hồng Phượng, trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội PC06 Công an tỉnh Quảng Trị, thì công an tỉnh này đã thành lập 31 tổ công tác cấp căn cước công dân với hơn 100 cán bộ chiến sĩ. Công an các đơn vị địa phương cũng rà soát điều tra nhân khẩu đủ điều kiện cấp căn cước công dân trên địa bàn quản lý. Mời chị Lê Thị Thuần. Những ngày vừa qua là như thế nào thôi không nhỉ? Những ngày vừa qua thì bản thân tôi cũng tất cả các đồng chí trong đơn vị là cũng cố gắng hơn 100% sức lực để là thực hiện cái nhiệm vụ mà lãnh đạo công tỉnh cũng như là chỉ huy đơn vị là giao cho trong cái việc cấp căn cước công dân. Cái việc thực hiện này thì với cái tinh thần xung kích của tuổi trẻ thì chúng tôi đã tích cực tham gia đầy đủ các ca làm căn cước công dân từ 6 giờ 30 sáng cho đến là hơn 12 giờ đêm. Và với cái tinh thần và trách nhiệm và một cái nhiệt huyết và một cái thái độ công việc là làm hết việc chứ không hết giờ. Nên có những hôm thì chúng tôi phải thực hiện công việc đến 2-3 sáng khi mà những người dân cuối cùng không thực hiện việc thu nhận công việc căn cước công dân nữa thì chúng tôi mới thu dọn máy để về đơn vị và thực hiện cái nhiệm vụ tiếp theo tại đơn vị nữa. Cũng đã gần 10 giờ tối, nhưng tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Triệu Tài thuộc huyện Triệu Phong, người dân đi làm căn cước vẫn liên tục đến. Trong trụ sở không đủ chỗ ngồi, bà con còn ra cả ngoài sân. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã cấp được khoảng tầm 18.000 là căn cước công dân cho bà con. Và cái việc mà triển khai cấp thì trên cơ sở là bởi vì số lượng người gọi đông, cho nên ban chỉ huy công an đã xây dựng kế hoạch và huy động tất cả các lực lượng. Huy động tối đa lực lượng đến thời điểm hiện tại là khoảng trên 40 đồng chí. Ngoài ra là lực lượng công an xã cũng như đoàn thanh niên sẽ hỗ trợ vào cái việc cấp này. Và cái việc làm thông tâm của anh em thì làm là từ 6 giờ sáng mà đến là khi nào hết chân, có những hôm làm tới 3-4 giờ sáng. Đó, và kết quả đạt được cũng là chưa được cao lắm nhưng cũng phải nói là mỹ mãn. Theo các cán bộ công an, việc làm căn cước công dân không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Rất nhiều tình huống dở khóc dở cười trong thực tế mà nếu cán bộ không sáng tạo, nhanh trí thì sẽ rất mất thời gian ùn ứ công việc, nhất là công đoạn lăn vân tay. Có rất nhiều người bị mòn hoặc ra mồ hôi tay rất khó lấy, nhiều người mí mắt cụp cũng gây khó khăn. Điều khó khắc phục nhất trong hoạt động thu thập thông tin căn cước công dân là thời gian chờ đợi. Vì số lượng người đến làm quá đông mà máy móc và con người làm việc có hạn nên thỉnh thoảng lại xảy ra tình trạng tắc. Đại tá Nguyễn Đức Cảm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an tỉnh phấn đấu trước ngày 1 tháng 7 sẽ hoàn thành chỉ tiêu cấp gần 550.000 căn cước công dân gắn chip. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công an tỉnh Quảng Trị trong năm 2021.